Thay đổi tốc độ quay động cơ vân vân. Đấy, như vậy đó là điều khiển ta xuất hiện ra để ta thay đổi điều khiển đó.
然后你用了大于六，你大于六，公布了说明六三，公布了你单数三，你除单数三用法也六六，买新的数三你大于六六，哎，总有我们这个对待，我们有加息的话，你光看看，我们给他看，你到底怎么给他看，你到底怎么给他看，你到底怎么给他看，我们有这么多，我们有这么多，我们有这么多，bởi vì vẫn là một cái động tác để nói cho câu thôi, thì câu nói người ta chỉ là một cái động tác điều khiển và người ta cũng biết một động tác xây nhà đi câu hát thì hát không video đúng không, không có ai làm gì cả, cũng là phát tín hiệu ra nhưng mà là phát để điều khiển hoặc là phát để bắt đấy, hiểu chưa? Thiết bị hỗ trợ nhiều đầu vào ra tương tự vào ra số hammer counter thì có thể tổ chức được các hệ thống với câu hình và chức năng linh hoạt. Định hình để bằng phần mềm thao tác chính xác của điện cao và những thiết kế sẽ được mấy đo lường đá kênh trên cơ sở một số đường hướng của một V608. Tóm lại là nó sẽ có là vào ra số, vào ra tương đương, có counter để chúng ta có thể định thời được thời gian mà chúng ta có counter để tính được và thực hiện được các tính năng chụp ảnh chúng ta chỉ có cách dùng như vậy thôi. Ta tổng quan được số đã có làm cái gì đấy thì on nữa bây giờ thế để có cái này lên nhá. Bao giờ cũng thế, khi chúng ta giới thiệu một thiết bị thì chúng ta phải giới thiệu xem là nó làm cái gì và để mà nó làm được cái đó thì nó phải có cấu tạo thế nào làm được cái đó, giống như là bây giờ để mà cắt được chức năng thì nó phải cái cấu tạo cái gì ạ, cấu tạo nó sẽ khác gì nhau thì chúng ta sẽ sang phần thứ hai là bên nhỏ sơ đồ chức năng. Sơ đồ chức năng. Sơ đồ chức năng của khối V608 các em có thể quan sát trên hình vẽ như thế này. Tâm điểm của 608 chính là một con vi điều khiển của con chip microcontroller. Có tất cả các thứ sẽ thông qua con này xử lý. Nhưng mà chúng ta cũng không tập trung vào nghiên cứu kỹ về cấu trúc này, nó nằm ở phần gọi là cấu trúc vệ tinh. Qua cũng chỉ đấy là một học rồi. Ở đây chỉ liên quan đến xem là nối những cái này nối cái gì thôi. Thì các em sẽ thấy là nhất là chúng ta có đây là 8 chân đầu vào tương đương AI thì có từ AI không đến AI vậy. Thứ hai là 12 chân số thì có 4 chân V1 từ V1.0 đến V1.3, 8 chân V0 từ V0.0 đến V0.7, 1 chân đếm chung VF0, hai chân đầu ra AO0 và AO1, còn lại là các cái chân nguồn của chân đất. Chốt lại nó chỉ có thế thôi. Có tương tự thì có vào và ra. Vào thì có 8 đầu vào tương tự và ra có 2 đầu ra tương tự. Số thì có 12 chân số có thể dùng gần cả vào và cả ra. Dùng một chân có thể cho nhiều tính năng. Trong đó chân 1 là 4 chân và chân 0 là 8 chân. Hết. À, một chân đến dùng rồi. Tạo chỉ được thế thôi. Và với cấu tạo chỉ được thế thôi là mình đã làm được rất nhiều việc. Em đã có thể điều khiển động cơ một chiều, điều khiển động cơ xoay chiều, điều khiển nó lên, điều khiển rất nhiều hệ thống phức tạp. Thế ngoài ra còn có cái thông tin rất là quan trọng, ví dụ như là cái hệ thống nguồn của nó, nguồn của 608. Thì các bạn nhìn ở đây nó có hai loại, một là 2.5V và 2 là 3V. Thế tuy nhiên là cái 5V ở đây một cái thông số rất quan trọng là 5V. Là nguồn nhưng nó chỉ có 200 VA thôi. VA. Đấy, ở đây cũng chính là lý do mà sau này rất nhiều bạn là hiểu nhầm cái nguồn 5V này. Cái động cơ có những động cơ là chỉ có 5V nó quay. Và một số bạn đã đấu như này. Đây là con 608. Đây là chân 5V, đây là chân đất. Đây là cái động cơ. Động cơ này có 2 dây, 1 dây dương và một dây âm, động cơ cũng 5V là quay. Thế bạn làm cái việc là gì? Ô, 608 5V tốt quá, động cơ 5V nối 5V vào đây, nối tập vào đây, nối được không? Và nếu được thì có nghĩa sao? Thế bạn câu trả lời là nếu mà chúng ta nối như thế này và chúng ta cho các nguồn cho 608 thì được cái con 608 này và chúng ta sẽ được mất nguồn 4 triệu. Lý do rất đơn giản như thế này thôi. Ở đây là công suất của 608 nó bao nhiêu? V bằng U nhân Y, U là 5V, Y bằng 0.2A. Vậy mà chỉ có 5 nhân với 0.2 là có mấy thôi?
một quá thôi. Trong khi động cơ của mình nhỏ 3 watt, 5 watt chứ không bao giờ có thấp hơn cả. Và lấy một cái công suất 1 watt để nhấc một cái động cơ 5 hoặc là 10 watt chẳng hạn thì chắc chắn là nó sẽ chạy. Và chúng ta sẽ có tiền ngay. Cho nên là nghiêm cấm nối trực tiếp vào này với bất kỳ một thiết bị chụp ảnh nào mà đều phải qua cái thằng ở giữa nó gọi là mạch khuếch tán công suất. Giống như một đứa trẻ con này, lấy sách cho khoảng 1 cân thôi, nó cố bắt ra sách 10 cân chắc chắn là nó sẽ không chạy được, bởi vì bố sách thì nó sẽ tổn hại sức khỏe của nó. Đúng không? Thế cho nên là cái AO này thế này, thằng này bắn ra từ 0.5V không bao giờ dùng để nuôi động cơ cả, và đều phải thông qua một cái mạch khuếch tán công suất. Và các em chỉ cần hiểu đơn giản giống như thằng cái con ấy, nó sách được 1 cân, và bây giờ muốn sách 10 cân thì nó làm thế nào? Nó ra phải nhờ bố, thì bố ấy sách cho con cái 10 cân kia đó, thì cái lực nhờ của nó chính là 1V thôi. Đấy, còn ông bố phải quyết tài lên, chỉ có đấy, giống như bạn nữ không bao giờ bạn phải làm gì đâu, không chỉ có tài con mà đấy. Rồi, còn một thông số nữa các em chú ý luôn trên cái hình này, đó là ở đây chúng ta có cái ADC là 12 bit, DAC là 12 bit và DAC 12 bit. Như vậy là các cái bộ chuyển đổi từ số số thứ tự chúng ta là có cái độ phân giải rất cao, 12 bit rất cao. Nói nôm na là giống như chúng ta muốn vẽ một hình xin thì chúng ta dùng 30 điểm. Thế nếu mà chúng ta dùng 2 bit tức là chúng ta dùng mấy điểm? 2.2 đúng không? Đấy, thì sẽ không ra được hình xin. Mà nếu mà chúng ta dùng 12 bit tức là 2.12 thì rất nhiều điểm. Đấy là một cái điểm của 6.8. Vậy là quay ra con số nhé. Nguồn hình ảnh 5.5V là rồi này, đúng không? Các nguồn 5.5V 12A này. Đấy, giao diện kết nối với cái độ cao, cho cao và cái này công rồi. Thế là cao rồi, đối với mà làm việc với các cái đối tượng chấp hành thì là cao rồi. 8 cây chuyển đổi từ số là 12 bit, còn trừ 10V và tốc độ trích mẫu là 10 kilosample trên giây, một con số vô cùng ấn tượng. Tức là trong một giây nó đo được 10.000 mẫu. Và theo cái tính nhanh bit của chúng ta thì tất cả nó sẽ đo được tần số bao nhiêu? 5 kg, tần số cực kỳ lớn. Mình nhìn cái tần số điện ở trong nhà mình là bao nhiêu? Có 5.000, đây nó bao gồm 5.000. Các em thấy là cái tốc độ trích mẫu của 68 là rất lớn, chính vì thế mà giá thành nó cao. Xin bằng đầy thiết bị nó cũng làm được cái điện hướng từ 68. Nhưng mà với cái tốc độ cao và cái độ phân giải lớn là 12 bit, tốc độ trích mẫu 10.000 thì không nhiều. Chính vì thế nó đắt. Đấy, như vậy là với tổng quan của 68, các em nhớ chọn là có vào đa số, vào đa thương lượng, vào lĩnh chung, nhận các chân nguồn vào đất. Thứ hai là độ phân giải của các cái ADC và DAC là 12 bit và tốc độ trích mẫu là 10.000. Đi cũng rất nhiều thầy biết hỏi về chỗ này. Chẳng hạn các thầy sẽ bắt các em làm một bài là đo cái này tín hiệu xoay chiều. Các thầy có thể hỏi là tại sao đo được? Tại sao đo được tín hiệu này? Tần số tín hiệu là bao nhiêu? Các em phải bảo là tần số tín hiệu của này đo theo tín hiệu bit là tốc độ trích mẫu của gấp đôi là đo được. Nhưng mà tốc độ trích mẫu của con này là 10.000 thì chắc chắn đo được. Và tất nhiên là chắc là không nhiều thầy hỏi thế nên là phải dân con đã học đó. Rồi, đấy là sơ đồ chức năng C. Các tính năng tham số bí mật. Đấy, tức là bây giờ chúng ta đi vào đầu tiên là tổng quan là có cái gì này. Thứ hai là chúng ta đi vào các cái nhóm lớn đấy, để ta tìm được chi tiết từng chân. Từng chân là nó có ý nghĩa như thế nào, thì hát như nào, cấu tạo như thế nào. Thì đi cái chân đầu tiên cũng người ta đưa ra là chân đất. Chân đất nghe thì vai trò có vẻ rất là vớ vẩn, nhưng nó lại là chân mà gây cho các em sai lầm nhiều nhất. Và nếu mà động đến phần cứng thật thì hầu hết chúng ta sai đất. Và một cái thao tác cực kỳ quan trọng mà hầu hết các bạn quên là thao tác gì? Là thao tác đồng chân đất. Đầu tiên đất là bởi vì như thế này, 6008 chúng ta là nó có một cái chân đất, cái động cơ của chúng ta nó cũng có một cái chân đất.
thì mạch với đại chúng sân của chúng ta nó cũng có cái chân đất đúng không? Đấy. Rồi là cái encoder của chúng ta cũng có một chân đất. Rồi cái nguồn năng môn mà chúng ta mua ở ngoài cái con tổ ong cái trái này đúng không? Cũng có cái chân đất. Đấy. Thế thì bây giờ thầy giả sử thầy bảo là tôi phát ra một tín hiệu 3 môn, một tín hiệu 3 môn, hoặc bây giờ tôi lấy một cái giá trị là 5 môn đúng không? Thế thì cái 5 môn đấy nếu mà chúng ta không làm là chúng ta lấy tất cả những cái đất này chúng ta nối được nhau, tất cả cái đất này chúng ta nối được nhau thì thằng này hiểu là 5 môn nhưng thằng này không phải 5 môn, thằng này không phải 5 môn, thằng này không phải 5 môn đó. Để ví dụ như này nhá, chẳng hạn là chúng ta đi thi môn trong đầu điều khiển và được 10 điểm đúng không? Đấy, và ví dụ bạn hỏi là được mấy điểm, bảo là 10 điểm đó được điều khiển, thế là bạn bảo là sao mà cao thế đúng không? Thì mình bảo là có chi cao đâu, thầy ba là thầy chấm điểm của thang khúc, và thang khúc nó là điểm 100 điểm, như vậy 10 trên 100 là có 1 điểm thôi. Đấy, thế thì bây giờ là một cái điểm như thế nó là cao hay là thấp thì nó phải do cái gì? Do cái thang, đó là cái thang đo thì xem là cái mốc đo đầu tiên là không đo ấy. Nó chẳng hạn là tính chiều cao đi đúng không? Thì chiều cao thì bây giờ sàn nhà có này ở đây, sàn nhà có này ở đây đúng không? Đấy, và bây giờ nếu bọn này cao từ đây là 1 mét, từ chỗ này đây là 2 mét, à, xuống đây cũng 5 đi. Đấy, thì mặc dù hôm nay nó chỉ cao có, đấy, ví dụ hôm nay cao 1 mét đi, nhưng mà nếu mà so hai hôm nay với nhau mà đáng ra bằng nhau thì là này thấp hơn, bởi vì đất nó khác nhau, bốc nó khác nhau, được chưa? Thế nào cũng thế thôi. Đấy, cho nên là nếu như các em không có thao tác và lấy tất cả các thông tin này nó chấm hết vào với nhau thì lập tức là điện áp là sai luôn hết và các em không đến được xu về, xu thế về sai, điện áp bắn về sai, điện áp bắn ra sai, tất cả cùng sai hết. Cho nên là chú ý đây là khi nói như là thật ấy, trong ngoài các em làm thật đấy, như là nếu mà chẳng may mà thầy tuổi đứng lên và đi thi vấn đáp các em thì được cơ thật ra các em điều khiển thì nhớ rằng anh đất không là cứ làm nó chỉ đúng hết rồi nó chạy cũng sai không được sao. Thì khi mà mình thấy mình làm đúng hết mà tự nhiên nó cứ sai thì tức là chúng ta sai về đến quy chiếu. Nói chuyện với nhau và thầy Dương khi mà giảng thầy Dương đúng không, thường là mất khoảng 3 đến 1 tiếng để thống nhất quan điểm và đồng nhất về quy chiếu ấy, thế nào đẹp, thế nào xấu, thế nào tốt đúng không, thế nào không tốt, đồng nhất với nhau trước là mình nói chuyện rồi, được chưa? Đang chuyện đó. Đấy, thì với các bạn mà khóa 13 là chuẩn bị có cái thực tập tốt nghiệp thì dưới cái phòng thí nghiệm ở dưới bể bơi nó sẽ có 3 cái bàn thí nghiệm và thầy chỉ kiểm tra rất đơn giản thôi, một cái động cơ ra, một cái máy xe đại công suất ra, một cái bộ nguồn ra, một cái encoder ra, tất cả dây chẳng nào đối nào hết. Đấy, bảo là bây giờ làm thế nào cho động cơ quay mà không quay được chứ, và nhiệm vụ các bạn là phải lắp được gì để cho nó quay được, và một thao tác để cho quay được là nhiều nhất lắm. Rồi, tiếp theo, thế thì các cái đặc điểm chi tiết như thế này thì các bạn sẽ về các bạn tham khảo nhé, các bạn xem lại slide hoặc là internet rồi vân vân. Ở đây thì thầy chỉ nhấn mạnh có mấy cái hạt số, đây chúng ta nói chuyện với nhau thôi. Một là cái nguồn này chỉ có 200 mA thôi nhá, là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là độ phân giải là 12 lít này. Cái thứ ba là tốc độ sinh mẫu là 10 km/h này, được chưa? Đấy là những cái mà các bạn cần nhớ. Đấy, rồi tín hiệu giới hạn tín hiệu vào thì có trường hợp là cộng trừ 10V, có trường hợp thì là từ 0 đến 5V, tùy cái tính chất. Được chưa? Cái này các bạn tự nghiên cứu. Ngoài ra thì có một cái tính chất về bộ đếm xung là chân VS hay không. Thì riêng cái chân này các bạn chú ý cho mấy cái đặc điểm, nhất là độ phân giải là 32 lít, 32 lít là độ phân giải rất lớn nhất đúng không? Đấy, phân giải năng đếm của nó rất lớn. Cái thứ hai là nếu chúng ta là đếm sườn có nhiều quả đếm thì đây là đếm sườn. Cái thứ hai là đếm sườn thì đếm sườn xuống, chỗ này phải nhớ vì nếu không các bạn có cấu hình là các bạn không đếm đâu, đếm là đếm sườn xuống hay đếm sườn lên, đếm nó có thể đếm sườn hoặc đếm cái khác, cái chọn đúng đếm sườn trong đếm sườn thì chọn đếm sườn nhau xuống và khi đếm là đếm tăng. Thế còn là khi chúng ta đếm đây cái xung của chúng ta như thế này và độ dốc của xung đây, thì
thì dốc dốc xuống thằng này nó cứ lên được đến 120 giây. 120 giây tức là bao nhiêu? 100 mà nhân với 14/9 đúng không? Hay là 100/14/9 tức là bằng 1/10/7, tức là 1/10 triệu giây. Tức là cái chu kỳ chúng ta nhỏ tốc độ là 1/10 triệu giây. Thiết bị nó rất là phổ biến. Trông nó nhỏ bé thế thôi nhưng mà mình đánh giá rất to đúng không? Chốt lại, xong chưa? Vậy là với 608 nếu cho là nó có tạo ra số, tạo ra điện tử và có điểm xung, sau đó một số thông số chúng ta cần phải nhớ là cái bộ vào cái bộ IDC và DAC là 12 bit và tốc độ chi mẫu là 10.000 mẫu trên giây, điện áp thì là loanh quanh 10V 5V. Được. Bộ điểm xung là đến sườn xuống. Một số các cái đặc điểm cơ bản của 608. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần số 2 và phần số 2 là cách kết nối tổng chức phần tử của USB 608. Cách kết nối tổng chức phần tử. Nào, các bước kết nối thiết bị và đồng hồ led chỉ thị. Bây giờ với cái thiết bị này kết nối thì nó rất là đơn giản rồi. Nó không khác gì anh nối vào cái USB thôi, đúng không? Và ở đây nó có cái đèn. Đấy. Thì các em chỉ cần cắm dây vào, đúng không? Cắm dây thứ hai này vào máy tính và sau đó cắm cái đèn thôi. Và đèn thì có ba trạng thái. Là hoặc là không sáng hoặc là chưa nối. Cắm vào nó sáng. Đấy. Chưa kết nối hoặc là chậm. Sáng và không biết ngày thì là đã kết nối nhưng mà chưa hoạt động thì có thể là chúng ta chưa cài được driver, đúng không? Thì dẫn đến là chưa nhận thiết bị mặc dù có nguồn. Và trường hợp ba là sáng không biết ngày thì chính là hoạt động bình thường, chỉ có ba trạng thái thôi. Thế còn ngoài ra thì như thế này nữa này, cái thiết bị của chúng ta là nó có cái sắp nối như thế này đây. Được. Lúc đầu là nó sẽ không có cái răng này, các em nhìn ở đây nó toàn là các cái chân cứng thôi. Và những cái chân cứng này thì các em cho dây vào nó sẽ không thể nào nó bám được và nó không giữ được. Thế các bạn mà muốn giữ thì các em phải cắm dây vào và hàn chết vào đấy. Bây giờ đến tình huống nó hàn nó cho cứng ra thì làm thế nào, nó cứng nào thì làm thế nào. Chính vì thế nó phải qua một cái bộ sắt. Và sắt chính là cái chỗ để chúng ta cắm cái dây vào, chúng ta siết vít vào. Nó tháo ra thì bắt vít vào và giúp. Đây là xong. Thứ hai nữa là phía trên của cái sắt này nó cũng cho chúng ta một cái giấy một chặt để chúng ta dán lên chân như thế này. Nói những cái này là chúng ta cũng không phải làm được lúc mua thiết bị thì coi như người ta làm sẵn ra rồi, chúng ta chỉ cắm dây vào là được. Đấy là thứ tạo của 608. Còn cái này hết rồi. Được chưa? 32 chân thì ý nghĩa của từng chân thì người ta gây ra ở đây rồi. Chân đất này, 2-0, 2-4 này, 2-1, 2-5 này, 2-2, 2-6 này, đúng không? Ao không ao đủ vân vân. Tổng thể chúng ta tất cả là 32 chân. Mà quên cái này thì ta vào cái phần device email của cái máy Max. Đấy thì về 608 nó chỉ có như thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào quá trình lập trình. Hôm trước chúng ta đã làm thử với nhau một số ví dụ, hôm trước làm đấy lên đấy rồi đúng không? Hôm trước đã làm xuất số ra tín hiệu số nào, tín hiệu số về chưa? Tín hiệu số ấy, mà để chúng ta tính chứng bằng điện cho cái đèn nó chạm dây vào thì đèn sáng, mà kết dây ra thì đèn tắt. Rồi đúng không? Đấy, thì đấy cũng là một cái bài tập trọng tâm vì nó liên quan đến chúng ta liên quan đến cái thiết bị tử đúng không? Cho nên là bây giờ và cũng thời gian hôm trước thì chưa nhiều là tương đối nhanh, cho nên hôm nay chúng ta tập trung đi lập trình luyện tập lại và làm cho kỹ. Thế bài tập của chúng ta như sau này, chúng ta sẽ thực hiện cái việc là xuất một hình sin đúng không? Xuất hình sin biên độ từ 2-4V qua cổng ao không. Ta sẽ làm việc đó. Thứ hai là ta thực hiện chúng ta thu hình sin. Hình sin này từ chân ao không
về chân 25. Được, về chân 25. Hiển thị. Thì xin đúng không? Và tín hiệu. Số 3. Trên cùng đường đi. Sau đó là nếu như tình xin chúng ta biên độ đấy, biên độ mà lớn hơn 3, lớn hơn khoảng 3 thì chúng ta sẽ xuất tín hiệu chu ra chân P0.5 này ạ. Được. Và nếu mà biên độ nhỏ hơn 3 thì xuất môn ra chân P0.5. Đúng không? Sau đó ta sẽ thu tín hiệu số từ P0.5 đem đưa về chân P1.1 chẳng hạn. Và chúng ta sẽ thực hiện là hiển thị trên đèn, đúng không? Có hiểu bài không? Ta đưa mình chi ra nhé, đúng không? Thu hình sinh về, so sánh hình sinh thu về với cả số 3. Lớn hơn 3 thì là ta bấm số 1 ra P0.5. Nhỏ 3 là tốt là P0.5. Đó, ta thu luôn cái hiệu đấy từ P0.5 về P0.1 và hiển thị lên đèn. Những cái chương trình chạy thì các bạn sẽ thấy hình sinh cứ trên 3 thì cái đèn nó sáng, còn dưới 3 để tắt, trên 3 để sáng, dưới 3 để tắt. Và chúng ta sẽ có hai cái sợi dây hợp lý, một sợi dây là nối từ P0.0 về P1. À, về à, xin lỗi, A0.0 về A2.5 và A2.5, và một sợi dây hợp lý nối từ P0.5 về P1.1. Và nếu như thầy tách cái sợi dây hợp lý từ P0.5 về P1.1 thì cái đèn hết cái này, đúng không? Chậm lại cái đèn hết cái này để nó thành hình chữ. Rồi, bạn nào xuống không? Chúng ta dùng những cái kiến thức gì để giải toán này? Một là các bạn sẽ giải bằng cái việc là ta lập trình hàm xuất tín hiệu tạo hình sin, đúng không? Lập trình tạo hình sin. Hai là xuất hình sin ra chân P0.5, đúng không? Thứ ba là lập trình để thu tín hiệu tương tự về. Cái thứ tư là lập trình để hiển thị cảm hiệu tương tự về là số 3 trên cùng đường đi. Tiếp theo là chúng ta sẽ thực hiện cách so sánh. Kết quả các so sánh là tín hiệu đúng hoặc sai. Không nhá, không ta thắng tín hiệu đúng hoặc sai ra trên số. Sau ta lại thu trên số về và hiển thị ra đèn. Nào, nào nào thế bạn, đúng không? Có lẽ là chúng ta làm từng phần một, mỗi phần một bạn nhỉ? Đầu tiên là tôi làm bài diễn trước, cái hình xin biên độ 12.4 rất đơn giản và hiển thị lên trên đô thị và cái hình xin thì lên trên đường này đơn giản nhất và Minh Châu cái hình xin là là lên rồi à? Lên rồi, lên rồi thì lên lại. Thế cứ nhớ thế mà làm gì có được. Đó, sau đó xong là Minh Châu là sẽ là Tuyết Tinh, nó phải khai qua Tuyết Tinh rồi đấy mà. Ông Mạch, ông Mạch thì thắng, có thắng qua điện thoại. Và cán bộ lãnh đạo. Thế không xung phong, không xung phong thì đến cái này gọi là gì không? Thà đầu tiên ra là cái bài đơn giản thôi là em xin thì hai muốn đó, và sau đó em định đơn này thì luôn cái này là cái dữ liệu số 3 và hiển thị cả cái sin của số 3 lên cùng đường đi.
Thầy dạy hay là từ 0 đến 6
好吧，到这里这个就按一下我们的去按。现在多少？哦，对，来，非常安全的，可以一起在这努力。
哎，咱们那我们去摸一摸，再给他一个。新有的大家去摸一摸，再给他一个，再去摸，再给他一个，这个嘛，我不摸不摸，不摸那个嘛，我这老师耐心把它教给他。好多，哎，有谁的？是啦，另外嘛，就叫一万多块一万，然后这样，慢慢让你做，让那一万拿路路费，那干出来，少一万多的，多一万，他买一个房子来，先好赚喽，好，哎，就要跟他有冲突，所以说今天我们面对的一个六十八的就，是吧？他整卖的六十块钱的。好上午买牛排的，来吧，我还没吃的，我去牛排店，啊，这样，因为你们吃不到，我卖牛包，我不吃，因为啦，牛排是买牛包，因为我吃，我吃卖牛包，所以牛排不吃牛排，来来吃牛包的包，这，牛排是牛包，因为我吃，对。今天呢，楼上广大的大队们出，要出发，好，出发，对，为了建筑地，三六六一个地，要不是一个广东这边窄，那么要不呢，这个呀，后海人没得去选择，我们大队呢，我们广州，哎，地方嘛，这个呀，赶紧的，咱们把这些东西都来了，都给他，这个呀，再买。你去吧，都没得过，都是，哎呀，你，你怕你什么方面啊？你踩啊？你按脚了，这么多，哎，脚的，我老大，这样你别光顾别人，你去吧，俺老子在原地不卖，找到你。哎，把对，把那干净东西都弄过来，对，好嘞。啊？好，再见。啊，刚才叫另外一个大佬的微信，把你有出发，辛苦努力，保你那一回啊，你有啊，去买这个。我敢问，你要买不？没事，你再买买点。我每个人买两牛的，把他当牛叫，一地把他当叫，哎，你现在出发来。
Rồi. Đấy và người đi đi ông đi với và lấy cho mình cái channel ba có. Xong rồi em để cho cái giải cái này là rồi. Giờ thứ hai là em lấy được cái gối smart chủ bài tiếp từ vào cái chủ đề nào cắt được trên lấy lời gối smart cắt cho nó không để cạnh cái gối thứ hai cái kia đó. Rồi bây giờ có lẽ phải cho to cái vòng vai ra trên cho to vòng vai trên ra đấy được không không vòng vai rồi ở đây trên có start quay phía trong của vòng vai clear stop với vòng vai stop trước clear stop ok nhá các bạn tất cả là trong cái chuẩn bị nào đấy nhắc lại là nào hai chuẩn bị nào đây này cái lúc đấy rồi tất cả các bài tác phẩm đa số và các từ từ cao tới chung với mình chúng ta đều dùng ở trong phần giới điều kiện quyết định s nhá vòng vai chọn lên cho vào trong vòng vai trong vòng vai rồi bên ngoài là vai bên phải đó là chúng ta sẽ tạo ra cú stop của cái điểm stop đó cái điểm và để lấy tất cả năm khối em để thẳng trên cùng đường thẳng để ngang năm khối lấy năm trên cùng đường thẳng đặt cái điểm gì cái điểm gì trước ạ. Ừ. Trong vòng vai đó em nhớ lại cho con cái vai đi xuống bên dưới phải đi xuống stop chứ chị nghe này rồi ok ta thích cái đi xuống tiếp theo này về nhắc lại là chúng ta có tất cả là năm khối nhưng mà thực ra để thực hiện chúng ta bắt vào hoặc ra chỉ cần hai cú chín thôi. Một là muốn xuất tín hiệu ra thì ta dùng cú ghi, mà muốn đọc tín hiệu vào thì chúng ta dùng cú hít. Được chưa? Thế tuy nhiên là ghi hoặc phải đọc thì mình phải xác định xem là ghi ở chân nào và đọc ở chân nào. Thì có ba em chân nếu không nói là chân nào thì không thể đọc mà đọc được. Thì chân nào là do cái cú đọc trên phía ngoài nó gây ra. Như vậy một thao tác chúng ta cần quan trọng nhất là hai cú lớn là cú ghi đọc, đọc ghi hoặc là và cú đọc đây. Như vậy là có hai cú chín. Còn ba cái gối là cú start, cú stop và cũng như là ba cái hỗ trợ không mang tính năng chính nhưng phải cần có để đảm bảo trình độ bình thường nhưng chúng ta chỉ đưa vào không cố hình. Được chưa? Vậy một thao tác cơ bản nhất của vòng ra là chúng ta phải dùng năm gối một thao tác trong đó thì chỉ duy nhất cú ghi cú đọc là để trong vòng vai còn bốn gối còn lại là để ngoài vòng vai trả lại hết nhá. Lý do là bởi vì cái việc thiết lập là chúng ta chỉ làm một lần còn việc đọc là chúng ta làm nhiều lần. Được chưa? Ví dụ như là cái xe máy mà khi chúng ta đi thì chúng ta chỉ đề phải đọc lần thôi, còn lái xe là ga thì chúng ta đọc liên tục chứ không phải là chúng ta vừa đi vừa tắt máy phải đọc không? Đấy, cho nên là tạo quên start stop clear là để ngoài một vai làm lần riêng cú đọc khi ta để trong một vai làm nhiều lần. Bây giờ ta mới kết nối cùng với nhau. Đầu tiên là tất cả các khối đều có cái thao tác là task in và load in, task out và load out. Đó, vậy em lấy cái chân trên cùng bên phải, sang nữa sang đó, đấy là task out. Thì cứ nối task out khối này và task in khối kia vào, tiếp tục tương tự thế hết cả lòng một với nhau. Nhớ là bên trên đó. Các bạn nào mà buổi trước nghỉ hoặc là cái buổi mà người dân nghỉ thì quan sát kỹ lại các bạn nào biết rồi thì ta làm tiếp cái buổi sau hoặc là các bạn làm nếu mà làm xong hết rồi thì các bạn tự làm cái bài muốn cái đoạn muốn cái câu đoạn thì có thể xuống phòng để kiểm tra hay để cho anh em rồi phía dưới là euro của em lại tiếp tục nối phía dưới nối với nhau. Rồi. Rồi dừng lại. Như vậy trong năm khối, ba khối ta đã làm xong. Start tốt đầu tiên chỉ là thế thôi. Bây giờ ta sẽ phải cấu hình trên hai khối. Thì đầu tiên ta cấu hình ở cái khối cú ghi trước còn thế. Em nhìn vào mặt khép và chú thích của cú ghi. Cú ghi ở đây thì chúng ta
ta chỉ quan tâm đúng của cái chân thôi, là chân nó phải chú ý đi, chú ý đầu này là một cái, để cho nhiều người hết có cái chân của chân gì chân ta ta được chưa? Vậy là mình chỉ cần đưa chân của ta ta thì tự động nó sẽ xuất cái này ra cái chân ao. Bây giờ xuất dữ liệu thì em xuất từ đâu ra? Là về dữ liệu của ta. Thì hôm nay mình vừa nói chuyện với nhau là ta tạo ra mình xin từ 2 đến 4 đúng không? Thì ta mới nắm mình xin ra. Thì em sẽ phải lấy cái dây của mình xin này này. Dây này em bắn vào data. Được không? Bây giờ em phải lấy cái dây vào data. Ok, như vậy là ta đưa cái vị trí này thì ta đưa để xuất ra. Nhưng vấn đề là xuất ra thì xuất ra đâu? Bởi vì A rất cao, nó sẽ có hai chân là chân 0 và chân 1. Là chân nào? Theo đồng ra là ta phải ra cái chân A 0 đúng không? Như vậy làm thế nào để mình biết được A 0 nằm ở đâu? Chúng ta phải chú ý là cái tạo kênh. Đây là em ra cái tạo kênh lên. Chú ý như này, chú ý nhá, chú ý này. Khối tạo kênh của chúng ta là nó dùng chung để cho 6 tính năng là vào số ra số, vào tương tự ra tương tự, vào counter và ra counter. Cho nên chỗ này là cố hình chưa đúng. Ở đây mặc định khi ta lôi cái tạo kênh ra nó là cái gì? Nó là analog in, tức là vào tương tự. Mà bây giờ chúng ta cần gì? Vào tương tự hay ra tương tự, vào tương tự để ra tương tự. Như vậy nó phải là AO. Vậy em nhìn lên ra là AI đúng không? Em đổi thành AO và không đỏ, không tên. Chọn nhà nó lộn áo lúc. Đúng không? Như thế này dừng này. A, O có 3 chế độ. Là chúng ta xuất dòng, xuất áp. Và chúng ta xuất một cái hàm. Thì đây chúng ta có chọn là xuất điện áp. Nếu như là tất cả các thao tác là một cái áp hết. Rồi. Ok, vậy là bạn đã làm vào việc là xuất ra rồi. Bây giờ xem vào đây. Còn ra đâu thì em sẽ ấn vào dây của đấy. Và em nhìn cái chú thích của nó. Trong chú thích này chúng ta thấy rất nhiều đồ bạc. Nhưng chỉ quan tâm đến 4 đồ bạc thôi. 3 cái đầu vào là giá trị cực tiểu, giá trị cực đại và cái tiểu xuất ra. Thấy chưa? Tức là chúng ta cần phải đảm bảo tín hiệu xuất ra chỉ nằm trong khoảng từ 0-5V. Bởi vì nếu chúng ta xuất tín hiệu quá thì nó có thể nhiều lần sẽ gây hỏng thiết bị, đó là một cái chân. Ví dụ các bạn bắn ra bởi vì sao thì giải thích được lý do này nhá. Chú ý này. Trong cái thuật toán điều khiển sau này mình học nhé, thuật toán điều khiển sau này mình học có cái công thức là U nhân bằng K mà nhân lên delta E. Tức là đây là thuật toán P đấy, đúng không? U điều khiển bằng KP nhân với ET. Trong đó ET của chúng ta là nó bằng vận tốc mong muốn mà trừ đi vận tốc thực tế. Và giả sử với động cơ một chiều, vận tốc của chúng ta là dòng dài công đến 1500, mà chúng ta đặt vận tốc mong muốn V0 của chúng ta là 800 chẳng hạn. 800 vận tốc ban đầu của chúng ta là bằng bao nhiêu? Bằng 0. Bạn lấy 800 mà trừ đi 0 thì delta E của chúng ta là bằng 800 mà trừ đi 0 là bằng 800. Hệ số K chẳng hạn chúng ta lấy bằng 0.1 thì điện áp xuất ra U sẽ bằng 0.1 lên 800 bằng bao nhiêu? Bằng 80. Vậy là bạn bắn ra một cái UAV nhiều người có 5V bằng 80 là thì là sao chịu được, các bạn hiểu không? Chính vì thế mà khi chúng ta cấu hình nó phải nhìn vào mặt để chúng ta chạy cái việc đó để bảo vệ được thiết bị, hiểu chưa? Chính vì thế ở đây các bạn tạo được thành ba cái chân, một là min nghe để là không, mắc nghe để là không. Còn cái kiểu ấy thì nó có nhiều kiểu đó. Ở đây chúng ta đo tất cả các thiết bị nó với đất, ví dụ mình bảo 5V và 5V so với đất là không, 3V và 3V so với đất là không, thì cái kiểu đo các bạn có thể là LSE ba cái nhá. Và một cái nữa quan trọng nhất đó là chân nào thì nó chính là physical channel. Vậy chỉ cần 4 cái thôi, physical channel, min, mắc và kiểu đo. Thế bây giờ anh có gì? Di chuyển con trò lên anh làm kiểu đo chứ không phải là em phải làm chân chứ. Đi mắc thì xong, người cái quan trọng nhất là làm chân chứ. Đi xin một channel lên. Đấy nữa. Rồi, khi các em di chuyển con trò thì chú ý cái vị trí của chân đúng không? Ở trong cô này không? Chú thích nhất rồi. Đúng không? Thì mình biết là cái chân này mắc ở góc nào, cái vị trí nào ở trong cô này. Đấy, bây giờ em sau khi có physical channel chứ bạn. Clear. Kassan. Rồi, bây giờ thầy sẽ đấu cái này vào.
Và sau đó là em sẽ đến để đấu với bên bạn nhé. Sau rồi đại nhân này xanh nhá, tức là hôm nay sẽ bình thường. Bây giờ em sẽ chọn ấn mông tê xuống đây. Được chưa? Nó sẽ xuất hiện một loạt cái chân để cho em chọn. Thì chú ý là ở đây chúng ta sẽ chọn là đề quan một là ao không. Thế tại sao lại chọn là đề quan một? Cái này là đề thuộc rồi. Đấy là máy thầy thì nhớ. Thế còn máy các em thì có thể là đề quan khác. Thì nếu mà không nhớ thì em phải mở đi ra. Để ánh mắt ra đúng không? Trong mắt nó xuất hiện là cái nào là tôi bây giờ. Được chưa? Là quay nhìn về xong cái chân nhá. Như vậy em làm dữ liệu ra là chân là ao không. Ok. Đây là tối, đây là ba cái chân trên. Là chân đi, chân mắt và chân. Chân đi, chân mắt và chân. Điều kiện thì có thể xem mắt tất cả chúng ta làm số hết ở đây. Mở lên. Min thì bằng 0, mắt thì bằng 5. Và kiểu đo là ta đo kiểu cho cái này. Kiểu đo là ta đo kiểu cho cái này. Nào kiểu đo thì em cũng chưa phải là cái phần này khi output trở lên đem vào configuration đấy đó chưa phải để biết ra sao rồi phải để nó là LVD được chưa đấy. Với như vậy là chúng ta làm như này là chúng ta đã thực hiện xong cái việc là xuất tín hiệu ra và ra chân ao không. Được chưa? Thì cái này làm ra là nếu mà phải làm thêm cái phân thức vào thì em mới kiểm chứng được là đúng hay không. Giờ thì ở đây thì mình mới làm cái việc xuất ra thôi. Được rồi, cái thao tác này đúng rồi. Cảm ơn em. Nào tiếp theo. Phải lên lần. Khó cái này rồi. Học bạn nào xuất ra không? Tôi hiểu bài này đã chứ. Sao bài không buồn này? Bạn làm bài làm bài thứ hai là ta sẽ thu tín hiệu về. Bây giờ tôi bắn các chân ao không rồi. Bây giờ tôi muốn thu về, thu luôn cho nó về. Ta xem hình hài như thế nào đúng không? Ta sẽ thu về chân ao 5. Tương tự em sẽ làm 5 cuối. Cuối tạo kênh, cuối start, cuối stop hoặc kia. Nhưng mà thay vì là quay thì chúng ta sẽ phải nhập cái đúng không? Đó là chúng ta sẽ kéo cái vòng vai xuống đúng không? Bên dưới ta cho cái phần đọc bên dưới được. Mát à? Và chú ý là trong vòng vai ta chỉ để 4 khối đọc thôi. Còn lại là 4 khối còn lại để vòng vai. À, đặt trong nơi không? À, em cài rồi. Chưa có được. Mở nơi bắt lên. Chỗ này chọn nguyên. Em kéo lại cái kia đi. Cái kia của em chưa ở trong vòng quay đâu. Cái cú ý đọc kia. Em kéo cái đọc ra vòng quay của anh. Kéo cái đọc ra vòng quay. Rồi kéo lại trong. Rồi chọn cái màu vàng vàng. Ấn vào hơi sao nhỉ? Em không nhớ lắm. Cái dưới nhấp đôi vào nó. Em thấy dài. Cái màu vàng vàng nhấp đôi. Nào bây giờ ra cấu hình nhá. Cấu hình này. Bây giờ cấu hình thì bằng cấu hình chúng ta lên trước như vậy. Chúng ta lên thì ở đây mặc định nó là ăn nó đi rồi thì không phải chỉnh nữa. Không, ai đi rồi đúng không? Bây giờ mặc chỉnh đây 4 chân thôi. Xem là ai đi thì chọn ai không.
cho nên là bạn vào cái phần là ảo từ ngày cho đến ảo số lượng thì gì lượng đấy, cái gì của channel ảo là số ảo mắt rồi thứ ba là channel đấy, channel đó. Và cái này chúng ta sẽ chọn là 0, 1, 2, 5. Được. Và trên thiết bị thì dây AO không máy năm thì là nối với nhau bằng một dây một tí rồi, các bạn sẽ hiểu rồi. Thì chúng ta sẽ tham gia để ta kiểm chứng. Nào, ba chân phía trên. À, ở đây bạn đã tách cái hình này thì nó không còn ba chân phía trên đâu, các bạn vào min, max và input. Configuration đấy, ví dụ max để là 5, min và để là 0. Kia là không rồi, và phần điều khiển để đo để thầy là mấy đây, sao cho nó không to nữa em nặng biết không thấy được quan trọng gì đâu, to chân vẫn bé. Rồi rồi, tiếp theo này chúng ta sẽ quay là đủ bốn chân rồi, đúng không? Bây giờ phần học, ta đọc về đâu? Đọc thì phần mẫu động, dữ liệu ra đọc về nó sẽ ở cái phần data như này, đúng không? Mà mình đang cần hiển thị dữ liệu đọc này lên cái gì? Như vậy là ta nên dùng cái vị trí nào? Chúng ta nữa, cái phần đầu ra cái gì và cái bốn chân dữ liệu này bỏ đi. Em lấy từ cái data để đọc đi lên, bỏ dây như này, không cái dây này, cái dây đầu vào này, đầu vào của chân dữ liệu hai dây, đúng không? Bỏ cái dây dưới đi, bỏ cái dây này, ấn vào cái dây đấy và xóa, rồi kéo, em chọn ra, em chọn vào cái dây này, nào đấy, đi, ok, đến giờ đang lấy từ đâu này, các bạn lấy từ đầu data ra đấy. Không không, đấy là ta đấy, chọn cái data này. Đấy, bắt đầu nối lên đầu vào, bốn chân dữ liệu đây đầu vào thế này. Rồi, à, bây giờ ta làm cái data này cho nó hướng nhá, ấn Ctrl A. Rồi ấn Ctrl U. Được, thế thì Ctrl U là data nó làm xem. Làm đẹp toàn bộ cái phần đầu nối của anh em. Thế thì một số bạn ta làm trồng chéo không không? Rồi bây giờ ta kiểm tra. Kiểm tra sẽ chạy cái trình hình xem nó có ra gì không. Ta cho nghe sang cái màn hình kia. Rồi chạy cái trình. Đó, thế thì cái hình vàng vàng của chúng ta chính là cái tín hiệu thật mà chúng ta thu về, đúng không? Nó không còn min như tín hiệu đây nữa. Đấy, và đây chính là thể hiện như là ngang hay lòng người, đúng không? Đấy, và các em có thể kiểm chứng bằng việc là anh tháo dây cái dây nối này. Nó ra đó, thì khi bạn tháo ra cái dây nối ra, cái dây nối giữa AO và anh nam ra thì nó mất tín hiệu, đúng không? Nó về lại là 1,4 mấy thôi, nên là giá trị tháo hết 100, đúng không? Và bây giờ anh nối bạn, anh nối hai dây vào thì nó lại ra cái chim, có hiểu không? Đấy, nhưng mà bây giờ này sẽ phải tăng như này, chúng ta đang có 608. Các bạn có một cái chân này là chân AO không? Và các bạn có cái chân này là chân 25, được chưa? Đấy, và hai chân này chúng ta nối với nhau. Bây giờ nếu chúng ta cắt cái dây này ra thì sao? Thì không bao giờ chúng ta nhận được tín hiệu gì cơ cả, đúng không? Đấy, chúng ta bỏ. Rồi, cảm ơn em. Nào, bạn nào xung quanh tiếp không? Là có ok. Rồi, đi. Đấy, bây giờ bạn đã làm xong và cái tôi thu được tín hiệu về rồi thứ hai đến bốn tín hiệu thật và tôi có được ba rồi, bây giờ ta phải thực hiện một cách so sánh cái tín hiệu thật với con số ba. Bây giờ bạn hãy kéo cái hình vòng vai này hoặc là mở rộng trên và mở rộng dưới tùy. Bây giờ phải dừng chương trình đã, ăn chút này đã, ta không dừng đấy, dừng đấy là chặt đứt cái xe nói rồi. Nào, các bạn lại nhớ nhá, nghiêm cấm không dùng cái này. Cái lúc này là dành cho người không biết là gì, đúng không?
cái sân trường này là kiểu là máy tính ấn tắt nguồn và bật dây điện chứ không có sao đâu. Mà đang đi xe là chúng ta chơi đang đi xe trên chân là chúng ta tắt máy dừng bên kia hoặc là cho nên là cái nút này là chúng ta không dùng dân là chính chuyên nghiệp không ai dùng nút này chúng ta đang đấm cho nghe tại vì các bạn thấy nhiều là không tốt được thiết bị đấm cho nghe đấy dùng là cái nút stop này hiểu không này là stop phòng bay đấy tức là stop này là bảo không còn gì dành nữa thì chỉ tự dừng. Rồi bây giờ em sẽ phát triển theo phía dưới hoặc phía trên phía em. Bây giờ ta phải thực hiện một cách so sánh lấy giá trị thu về và so sánh nó với so sánh nó với ba. Đấy sói này ra bây giờ mình cũng phải được trên nữa mà có thể giá trị lấy về này hoặc là được giá trị thu về đấy đâu vừa vừa một vừa chính là đấy là đầu ra của các bạn đúng không? Không phải lấy chỉ gì tạo ra nữa. Đây là xuất ra A không A không không đọc lên đọc đây cái chân này đó đây là lấy thứ điện ở đây vào đây thôi em lấy qua trên đây ta đấy đấy là giữa đây em thấy chưa đấy như đây chính là giá trị thu về này đây là vị trí thật này đấy là chân này sai nhá đấy đây là vị trí nào vậy hiểu không cũng cần xin nhưng lấy chỗ này lấy chỉ đạo tôi đang cần chỉ đạo rồi nào đầu ra của cái so sánh này sẽ là chữ vô và khôn đúng không vậy em phải bắn cái đầu ra này vào cái phần xuất tín hiệu số ra và bây giờ muốn xuất tín hiệu số ra thì em phải làm cái năm khối đó là gì tạo năm khối ở dưới tạo cây một phát khối ghi số mấy một liều có Stop ở đây, stop ở đây. Và tương tự như vậy khối ghi đang ở trong vòng vai đúng không? Hai con gác để ngoài em này muốn tập một giây chú ý là tạo cây của mình bây giờ em đang để đó là analog pin thì ta phải chỉnh lại thành cái gì pin sinh đầu nào chỉnh lại cái nào cả khối ghi và khối tạo cây đều phải chỉnh lại đúng không? Bây giờ đầu tiên ta chỉnh khối tạo cây đi ở khối đấy được thì nào chọn digital single channel là đơn kênh, single sample là đơn điểm và em chọn trên cùng là điều trung môn cho nên rồi xong tương tự bên này cũng phải chọn là digital học chủ đề rồi ok bây giờ đến đây cứ chạy hết chạy tất à lên data à lên taxi đấy là cần xe anh như vậy một cái bài tập này thôi giải quyết cho em vài câu trong ngân hàng đi rồi ngân hàng thì có thể chỉ đơn giản xuất số liệu tự ra xuất số liệu tự ra cũng như là số về chúng ta để trong tiền đó. Và cái biểu xuất tiêu ra này chính là sau này chúng ta biểu hiện. Đây là cái gì? Tất cả các biểu hiện này. Đọc. À, y à. Mọi cái em làm ở đây nghe thì có vẻ đơn giản, tự ra là cũng không hiểu. Sau này ta sẽ làm được. Single channel, single sample. Chắc là cái này thôi. Đó, thì bây giờ em mở cái hack ra. Này, analog out. Cái hack ra, ghi lập trình các bạn. Analog. Hiểu ý là hướng dẫn. Ừ, đúng thế không? Không hợp tác đấy. Cái này chỉ là chọn số hay tương tự thôi. Okay, out hay in là chọn bên này. Để đi gì đó. Bây giờ ấn lại rồi, mọi người đây. Chỉ là chọn số hay tương tự. Em thấy được cái này chưa? Nhá, thế thì với khối tín hiệu số ra và tín hiệu số vào thì rất là may mắn. Chỉ phải chỉnh đúng một chân thôi. Các cột kia vào đúng chân là chỉnh đúng chân là chân line là chân có mỗi xe là cái cổng lý là cổng nào chân line em tạo ra cái line thì một cái hàng số đấy và em chọn thì chú ý ở đây là 608 của thầy thì em muốn người ta bảo là ta phải mua vào thì đâu ta phải đi ra thôi
đi ra chân cây công trường năm, vậy nó sẽ là quát công và lai năm. Rồi ok, vậy là em đã bắn tín hiệu ra một công và năm. Bây giờ tín hiệu bắn ra là lấy ở đâu ra? Đúng rồi, bạn sẽ lấy từ đầu ra và so sánh và đưa vào giá trị data của thủ ghi. Xong như vậy là bạn đã ghi được tín hiệu ra. Bây giờ muốn biết là ghi được hay không, chúng ta phải thu vào, là chúng ta biết gì chúng ta thu vào. Rồi cảm ơn em. Mà bạn là số vòng nữa nhá. Phương đúng không? Nào bạn là số vòng. Rồi đấy. Bây giờ em sẽ thu tín hiệu số vàng. Làm tương tự như phần ghi đúng không? Chúng ta lại cũng có 5 khối. Ở dưới các bạn thao tác đi nhá. Chú ý là đấy các bạn là chúng ta làm và là môn thực hành. Cho nên là chúng ta phải thao tác. Không có ai giỏi hơn ai thì thông minh hơn ai ở đây cả. Chỉ có hơn nhau để cái là bạn làm nhiều hơn bạn nào thôi. Nhá, thế thì những bạn nào mà chúng ta một là máy tính mà chưa cài đủ hết thì chúng ta phải ngồi ghép với các bạn khác. Bạn nào mà không mang máy tính cũng thế, chúng ta cố gắng ta ngồi ghép và thao tác trên máy của bạn. Chứ môn thực hành thì không có cái gì có thể là nhìn mà nó giỏi đâu. Đi thi là các em cũng phải là thao tác thật, ngồi cạnh thầy luôn, không máy tính và thao tác trên trước mắt thầy giáo luôn. Bảo cái gì là thao tác đấy được ngay. Sau khi mà bạn làm xong thì có thể bạn nào đã có dính nhau ở dưới rồi cũng bị chứng thì mang máy như thế này đúng không? Ta sẽ nối vào USB và ta chuyển chứng các bạn xem. Chân data của cái này trước thì là đang để có cái chân data anh kéo lên xong cái không biết tên này chuyển đây à, đi ghi hồ cho cái đầu tiên đấy. Vâng. Trái bên trái. Bây giờ là lai của bạn. Lai của bạn sẽ là T1.1 tức là quốc 1 và lai 1 ở đề lai 1. Quốc 1 lai 1. Rồi. À, bây giờ là xin nhận quyền chúng phải thể hiện ra cái trend đó. Phải đặt vào data. Cứ vào data là gì? Không cần phải lấy ở đây để thẳng kia. Đó data để tạo ra bằng cái con số gọi indicator. Indicator. Thì tự động sẽ tạo được đẹp. Rồi, bây giờ ta sẽ kiểm chứng cái việc này bằng cách là ta sang hàm tính nghiệm. Rồi, em cho bo của mẹ ra, cho bo mẹ xuống trái đi. Cho bo bo ra. Đó, bây giờ em sẽ cho chạy cái này. Bây giờ, bây giờ ta có hình sim mà có mẹ của sáng không chưa tắt. Lý do ở đây là gì em? Không phải các em có phép so sánh rồi, nhưng mà ở đây là em xuất tín hiệu ra, em gửi tín hiệu về nhưng mà chưa có cái dây kết nối giữa cái chân thì cái công chân năm công chân một đã có kết nối lý đâu, đúng không? Em dừng chương trình cho nó là dừng ở stop cả đấy, đây có hai cái dây này, em tìm chân P1.1 có một sợi vào, dây P0.2 có một sợi vào và làm gì đây? Yeah, nếu mà nó có chặt thì sẽ đi vào. Sao nhảy ghê vậy? Rồi, bây giờ chạy thử lại đi. Nào, bây giờ đang trên 3 đúng không? Dưới 3 đèn chưa tắt, nó đèn tắt rồi, ok. Trên 3 đèn sáng đúng không? Dưới 3 đèn tắt, ok.
bây giờ quy trình các bạn một việc này tháo cái dây ra cái phải làm rồi vậy là đèn không tắt sáng nữa đúng không, bây giờ lại chất cái dây vào thì đèn nó sẽ đúng thế này đấy sáng này tắt này đấy thì nó sẽ quy trình công việc là tôi đang dùng là tôi dùng cái điện thoại tôi nhấc dây của lý ra nó hoạt động đúng không, tôi chặt dây lý lại đúng không, tôi hiểu không giờ rồi cảm ơn em. Đó, thì đây chính là cái bài tập tổng hợp về cả xuất tín hiệu tương tự ra, tương tín hiệu tương tự về, xuất số ra, tương số về. Em là Giang. Hồng Giang. Dưới cùng à? Hà Giang dưới cục Hồng Giang ạ. Đó thì các bạn có thể lưu lại cái hình này, đây là một hình nó cực kỳ tổng quát giải thích được bốn câu điều chúng ta chỉ có một đến chút nữa chúng ta làm rồi còn lại là làm hết rồi đấy. Thì với cái hình này thôi thì đi đi của các em sẽ là một trong bốn cái khúc này, có thể ghép hai trong một đó, còn một trong bốn ba trong bốn thì không được, còn như này là khi nghỉ hết rồi có bốn trong bốn liền. Nào bây giờ bạn nào muốn kiểm chứng cái bài trên máy của mình thì mang máy lên và chúng ta sẽ kiểm chứng luôn đây, có chắc chắn luôn là tín hiệu luôn, không phải làm một chuyện gì nữa. Đó, chỉ có máy vào xong đứng một cái chân thôi, không có chạy. Em không biết sao mà nhấp nháy ghê vậy. Đã cái nó không cứng đâu. Ở dưới có làm xong chưa? Rồi. Đây. Xong rồi. Có mang lên đây đi. À được rồi, cho cái mang lên. Nào đây rồi, thầy sẽ dùng chương trình này nha. Ok. Rồi. Rút ra này. Ok. Để em nối tốt nhất là nối được cả cái phần này vào để cho các bạn quan sát. Không được nữa thì chỉ là mình kiểm tra thôi. Em có cáp đấy. Không có cáp à? Đấy, giống như chúng ta biểu diễn ảo thuật đấy đúng không? Thì nó phải gọi người xem lên là kiểm chứng. Chứ còn không lại cứ bảo là đấy là tại máy thầy mới được, nhưng nhớ máy em không được thì sao đúng không? Và sau này khi các em làm đi thi cũng thế nhá, đi thi cũng thế, tình huống là các em ở dưới vẫn nhận đề thi, các em làm ở dưới hết, không liên quan gì ở trên cả. Bắt đầu vác máy lên là bắt đầu cắm vào phần cứng thật và chạy. Có được không? À rồi, tốt rồi. Rồi không sao, kệ nó. Biết là cái đèn nó sáng là được. Đấy, bây giờ em sẽ nối dây vào đúng không? Và em phải làm sao cho... Vậy đề vai của em là đề vai 4, đúng không? Đề vai của bạn là đề vai 4. USB thật của bạn là đề vai 4, cho nên là chúng ta phải chỉnh tất cả phần chân là để hết là đề vai 4. Chứ không phải đề vai 1, 1 là thiết bị ảo rồi. Đấy, vậy là đề vai 4 AI AAO. À, nhớ là mình AO không mà em chọn AO 4. Đây theo đề ra là AO không bởi vì chân vật lý kết nối là AO không mà. Rồi. Đề vai 4 AI AI 5. Đề vai 4 AI 5. Đề vai 4 bot 0 line 5. Đề vai 4 bot 0 line 5. Và đề vai 4 bot 1 line 1. Đó. Bây giờ chạy thử xem nào. Chưa được. Vậy là ở đây là cái hình xin thu về là nó đã nhập nhằng rồi đúng không? Như vậy là phần thu vào ra tương tự là bạn làm được rồi. Đấy, là ok rồi, chỉ có vào ra số là tại sao mà nó vẫn chưa can thiệp lên chỗ này thì ta phải nghĩ nhìn một chút xem nào. Xuất ra, thu về, đề
34 bot 1 line 1 bot 0 line 5 sai chỗ nào? Không, data của bạn đúng rồi, data lấy từ phần digital in. Nào bây giờ kiểm tra dây kết nối vật lý xem nào. Cái nào em? Port 0 line 5. Không có gì sai cả. Không, phần này là đúng rồi, phần trên là đúng rồi, bởi vì đúng thì nó mới thu được cái chip. Phần trên này chắc chắn là đúng bởi vì bạn thu được cái chip về rồi. Đó. Em không thể sai phần trên được, nó chỉ có thể sai ở bên dưới này thôi. Em Port 1 line 1 kiểm tra lại cái phần ở đây đang tháo ra đây, đứt dây này, nối dây lại. Cái dây vật lý nó đang đứt. Đấy, em kiểm tra lại là port. Tốt nhất là ta siết cái vít vào nha, không các bạn cứ cắm dây này nó lỏng. Tốt nhất là ta siết cái vít vào. Đây port 0 line 5 này. Sau này là kể cả phần siết vít này là các bạn cũng phải làm cho nó chắc chắn. Nào port 1 line 1 là P1.1 đúng chưa? P1.1 đây. Đấy, là chặt rồi đúng không? Bây giờ nối hai cái với nhau. Không cần phải gặp chặt nó được, tí mình còn kiểm chứng việc tháo ra nữa. Đấy, chạy lại xem nào. Đấy, thấy chưa? Dưới là tắt đúng chưa? Lên là bật đúng chưa? Đấy. Và nếu bây giờ chúng ta tháo cái dây đấy ra, em lại tháo phần kết nối ra. Đấy, và chúng ta tháo kết nối ra thì không còn tắt bật nữa. Đúng không? Vậy là kiểm chứng thứ nhất là cái hình xin nó xấu xấu như thế này là đúng là mình thu được về. Đúng không? Và sau đó là nếu có kết nối thì nó tắt bật đèn, và nếu không có kết nối nhấc ra thì nó không tắt nữa. Ok, vậy là bạn làm đúng. Rồi, cảm ơn em. Em vẫn dừng chương trình, từ đừng rút ra, đừng chương trình ra. Rồi, bạn tên gì nhỉ? Nguyễn Hoài Nam. Rồi, Nguyễn Hoài Nam. Ok, cảm ơn em. Thế bây giờ em tắt chương trình xong em rút dây USB ra. Bạn nào muốn kiểm chứng được không? Lên thử đi. Kiểm tra xem máy mình đi thi thật nó có ra không. Không đến lúc làm ở dưới thì không biết thế nào, thi thật lại không được. Bạn nào làm được ở dưới rồi muốn kiểm chứng ở trên không? Thế thì còn lại các em ở dưới thì bạn nào chưa làm được thì chúng ta hỏi các bạn bên cạnh nhé. Rất nhiều bạn làm được rồi đấy. Rất nhiều bạn làm được thì chúng ta mà thao tác chưa hạn thì chúng ta hỏi bạn người thân. Bạn nào làm thạo rồi thì hướng dẫn lại cho bạn chưa hạn. Có so sánh nhờ. Cho bạn cái máy lên. Rồi, ok. Sao cả đó. Anh chấm phóng to cái con bên kia bên trái. Phóng to cái con bên trái. Một vàng vàng ở trên. Vâng, phóng to nó kiểu gì? Một trong những cái lỗi mà chúng ta rất hay gặp khi chúng ta làm bảng thức kỹ thuật. Đó là khi các em chỉ chân thì các em chỉ nhầm sang cái thiết bị ảo. Vì bản thân trên máy các em bao giờ cũng cài USB ảo rồi. Đến khi chúng ta gắn vào chúng ta toàn quên, chúng ta chỉ cấu chân nó sai. Dẫn đến là không kết nối được với thiết bị phần cứng. Đã gì đấy? Chọn cái... Lập trình đúng hết, có mỗi chọn chân là sai. Tắt cái view. Ở đây máy này của em là UI ấy. Thì thật đấy,
Vâng, lên cũng vâng, đúng rồi ạ. Chỉ thời gian để chúng ta thực hành ở trên lớp không có nhiều, cho nên là rất khuyến khích các em là chúng ta thực hành tại nhà. Thứ hai là thời gian để cho thầy đi hướng dẫn các bạn là cũng không có, cho nên là chỉ hướng dẫn cho những bạn lên mạng, các bạn quan sát ở dưới. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái trò trận nào đây? Trên data. Data. Tiêu chí là không được dấu giỏi, không được dấu dốt. Data xuất ra. Ừ. Xuất ra cái gì? Hay luôn bây giờ. À đúng chưa? Người không nghiệm chúng ta có 3 hay luôn bây giờ 08 nữa. Để thôi. Thì em cứ xuống liên hệ với thầy Trần Liên Minh. Đấy, bảo là em học cái môn tâm được điểm thì cần thế này sẽ điểm thì nhờ các thầy cho em thế này thì bắt đầu các thầy có thể bảo các bạn lên mạng là những gọi thì thầy sẽ bắt đầu xuống nhá. Các bạn muốn được đánh thật trên thiết bị thì xuống xong rồi hoặc là cứ xuống xong rồi bảo thầy bạn cho thầy mình để nhận cùng có sáng xanh. Đấy, tại sao thầy đã chạy cái này? Em đang để là 200 à? Em dừng chương trình đi, sau đó là em cho cái thời gian tháng nhanh lên để là 50 thôi, hoặc là ý tôi sau đó khoảng 100 thôi. À, sang kia là một số khác em cho nó cái hình lên. Cái buổi hôm nay là không có bạn gì vậy, cái buổi sau sẽ có một bạn. Nên đi cho bạn học buổi mấy buổi đấy học buổi chưa làm nữa kia này linh gọi con tập một tiếng hả con lấy chứ gì con bạn chi nhá ok được cho bạn lên chi ở đây là gì? Đây là cái kính không? Cái kính là lít nó xuất ra và nó phải dry không? Quay nó phải lên xuất ra lít thì tôi đang làm cái gì đấy. Bài học như vậy là tín hiệu em về có ít à về đặt á ví dụ như là tín hiệu đầu ra này là vô lực hoặc là cái trung phôn hay là cái đặt một số nào ở đây của chúng ta là vì thời gian nó không thể tối là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Gracias.
có thể nhắc lại cái đề bài đó các bạn. Và cái phần 4 cái giai đoạn gia công là dùng tương đối nhiều kiến thức đó, dùng cả cái hàm select là hàm inline inline rồi là dùng cả cái array cả array là tìm hiểu về nào bốn giai đoạn là gia công không là 2000 mili giây hàm của chúng ta là hàm thu bằng t giai đoạn một là 1000 mili giây và điện áp nó cũng bằng 2T. Giai đoạn 2 chúng ta là 2500. Điện áp nó cũng bằng 9T. Giai đoạn 3 chúng ta là 3000. Điện áp cũng là 1-2T. Kênh xa vô và kẹt đéo này. Ông yêu rồi á. Bạn là sao ấy? Bạn là xung vọng. Nghe đi vào phải học rồi. Đó, mới. Nó mạnh hơn. Nó làm được thì đây là rất là. Nào, đầu tiên là ta sẽ có một phòng vai nào không? Phòng vai. Bây giờ ta sẽ làm cái thao tác đơn giản là ta cứ vẽ cái hình ở trên tích kỳ của đá. Và bây giờ ở đây thì em sẽ không dùng cái mask này, bởi vì nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải vẽ ra đến 8500 giây rồi chúng ta dừng, chứ chúng ta không dừng vào nút. Như vậy là ở trong vòng vai thì ok là đã bị đá rồi. Bây giờ ở trong vòng vai thì cái mask nó bỏ đi, những mỏi sốt của vòng vai. Đó, và cái này em sẽ cho thầy một cái cách so sánh lớn hơn, hoặc là sẽ cho thầy bằng cái cho thầy một cách so sánh bằng bằng đi của đó đấy sao vậy đi cái giá trị đi ở dưới kìa mình cho lên cái giá trị bằng giá trị đi kìa đó em cho lên giá trị bằng rồi phía dưới em để là 8500 nào tại sao lại là 8500 em chính là tổng của tất cả 2000 cộng 1000 cộng 2000 cộng 3000 cộng 8500. Ở chỗ đấy em kể cho thầy là số mà phần z là xóa cái chu đi thôi, xóa cái chu đi thôi. Rồi thì chúng ta thấy cái tá đầy với nhau như là căng xăng, để thầy căng xăng không không, đấy là đồng ra là chúng ta chu luôn. Đi học tiết bài à? Rồi bây giờ đầu ra em sẽ đưa vào một scope rồi. 1 giờ đến 3 giờ. Ừ. Thế mà lấy. Rồi thì ra ở đi à đúng không? Đi đâu? Rồi như vậy là sẽ có 8500 giá trị và hết 8500 giá trị thì vòng vàng tự động dừng. Được. Bây giờ em sẽ vẽ thầy một đường y một cách là đơn giản, y một cách là to. Như vậy là mình sẽ lấy thằng y này vào cái input và lấy thằng y này vào input. Xong xong cái cách quay thôi. Đấy, và đối với thầy mà lấy một đối lưu đây lấy vào input, tức là y bằng x. Rồi, bây giờ em kéo dịch cho thầy cả cái cục y và cái mô đấy ra bên phải thì nó lên đi. Rồi, tuy nhiên là nếu mà chúng ta để như này vẽ nó sẽ không bao giờ ra cái gì cả, đúng không? Vì bản chất là muốn vẽ những cái graph chúng ta phải dùng một mảng một cách thơ. Và như vậy giá trị của cái vòng vai của thằng y để đi ra của vòng vai chỉ là một số đấy. Vậy ta phải đổi cái số đấy thì bao giờ em sẽ ấn vào đó đổi thầy là index. Index số. Rồi, ok, đó, index. Xong, bây giờ chạy thử. Được chưa? Và em cho thầy cấp lên lót công việc cho thầy lót công việc gì đấy? Là cái gì đó? Điều hình coi là các bạn nhìn thấy không? Có, như vậy là cái đường này được đi bằng ít bắt đầu không có cái thấp luật án đi trước được chưa? Đấy là một đường cái đường liên lên hết rồi. Tiếp theo là anh sẽ tạo cho thầy ra một cái hành quay có cứng giá trị đó. Đó, đây là hành quay sử dụng
một cái bọc cây cây sắt rồi rồi đấy thì mặt đấy cái cây sẻ của chúng ta chỉ có hai giá trị là chu và cây. Bây giờ mình muốn cho thành bốn giá trị là 0.3 thì đầu tiên em phải tạo ra ở trên số ở chấm để nó không phải là giá trị chu vô nữa mà nó phải tạo ra một cái thứ thì cái này em sẽ làm cho cái này sang cái ngoài cái kia này hồi đâu chưa phải đấy quan trọng là cái sơ đồ cái sơ đồ cái bài cái bảng thì ai đó và trong đây còn với cái string của mình nó là vòng tròn thì sao vòng tròn tức là nếu chúng ta có ba giá trị 0.2 thì chỉ có lựa chọn ba giá trị này thôi nếu các em mà tăng đến cái con dưới 0.2 là dưới 0.2 là dưới thôi chắc không sao thay đổi được bởi vì nó sai khoảng đấy bây giờ cái string này có rồi các bạn ăn đầy bốn giá trị của cái mình em sẽ sang bên kia sang vào bên kia đấy chưa phải là bây giờ ta chọn một con đi ở dưới cùng có nghĩa là ta sẽ tính cái tích sư này có 4 giá trị và cố định một cách này các bạn cần phải list edit item edit item hai bạn là có chưa thì ban đầu mặc định là nó chỉ có 1 giá trị thôi đúng không em sẽ ấn vào cái phần số 0 ấy đấy ấn vào đây chọn hai giá trị của cái item ấn ấn chuột vào cái kia à đấy không giải đấy ấn hai lần rồi tắt ấn đơn chưa à đấy đấy ấn số một ấn số hai rồi từ từ rồi ba lần để xóa đi exit hai tấm anh đây không tí là như phải đấy rồi ok giờ em ok đấy, như vậy là ta đã tạo ra bốn giá trị nếu tên mình này có thể kiểm chứng bằng cách kiểm tra cho em đấy chưa thế này có số không cho ta để liên quan đến mình đấy không phải đo thế mà đo chữ một cách là ấn chọn thì xong rồi là em cần tạo ấn chọn thì chọn thì không được đấy đấy là cái chọn bằng cách là kéo rồi lên cách chống cài đặt lại đấy chọn ở đây là 36 cái này sai delete chọn 36 ok được chưa thì bây giờ em ấn vào nút tên phải đỏ trên này đấy ba này cái gì hai này một này con này một hai ba đúng không bây giờ chúng ta đã tạo ra một giá trị 0.23 đấy bây giờ sang này cái việc em nối cái đấy vào trong cái phần cây phần hóa chất của cây mình chọn 0.23 tối bằng cái dấu phẩy ok đấy, như vậy là trên vòng vai là trên cái vòng cây chúng ta là thay vì là chu côn thì bây giờ nó là 0.1 nhưng vẫn thiếu 2.3 đấy vậy là em phải để ở cái 0.1 đấy sau đấy sang bên phải cạnh bên phải của vòng cây sang bên phải cái cạnh bên phải đấy chu phải chu phải rồi chọn là add cây after đấy đó lên trên rồi giờ thành hai hình vòng tiếp lần nữa ép cây sát cơ xong vậy chúng ta đã làm xong mà bốn cái cây bây giờ bốn cây thế bây giờ mình sẽ phải làm sao để có bốn cái trường hợp là từ 0 đến 2.000 rồi từ 2.000 đến 1.000 và 1.000 đến 2.500 và 2.500 đến 3.000 đó thế bây giờ em sẽ phải tạo ra đây một cái biến select và một cái ô vi văn đó một đêm tạo ô vi văn đi ra bài ra bài ở trong một bài như bài ở đây đấy vào calculation đó và em cho thầy cái vi văn em cuối đây đấy thứ ba đến bài sang bài sang bài sang rồi đó lấy khối đấy ra một khối nhá rồi bây giờ lấy thêm khối select nữa select rồi bây giờ em sẽ
Ý về của mình là như thế này này, là nếu như mà thi này đã cho khoảng từ 0 đến 2.000 thì mình phải cho thằng Linh phải chọn giá trị là 0, đây suy chọn giá trị 0. Nếu cái thằng Y là từ 2.000 đến 3.000 thì mình phải cho thằng Linh giá trị là 1, từ 3.000 đến 5.000 rưỡi thì giá trị là 2, từ 5.000 rưỡi đến 8.000
Đấy, cái đấy là được không? À, ở trên đây sẽ để vào tầng 1. Là 1 đúng không? Đấy, ở đằng xa của kia em sẽ đặt thêm cái mini cây đầu. Mini cây đầu, đấy, đặt thêm cái mini cây đầu. Rồi, bây giờ sang phần màn hình bên kia. Đó, thì em cho con to cái S bằng chấm T này ra. Đấy, cho con nào. Cho con một chữ lên. Chọn lên. Chưa chọn. Em phải chọn ra. Chọn là cách làm với cái này của mọi người. Không, chọn ra 6. Ra 6 này. Ok, nào bây giờ em sẽ cho thầy cái hàng người ra ngoài để cho nó chậm, chính là đi nó chậm không? Tạm thời luôn cái mini cái đầu đi, thầy đi nhỉ? Để cho thầy người ra ngoài, thời gian em để 1.000 mini giây và 1 giây nó để vào cái chỗ 1.000. Rồi, ok, bây giờ ở đi cái là thầy cái mini cái đầu, thầy đi rồi. Rồi, đấy là cái đi. Đặt tên là đi. Đi giả, ai đi giả, đi giả tiếp hoàng. Rồi, sang bên màn hình bên kia. Cho to cái đấy lên 36. Chọn là 36. Rồi, em chạy đi. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, đúng không? Đấy, như vậy là trong mạng thì là nó là 1 và ngoài mạng nó là 0. Được chưa? Tiếp theo dừng đi. Rồi thì cái gì? Tiếp tục sang kia. Đấy, bây giờ mình muốn biết là gì? Là nếu như mà từ 2 đến 5, bây giờ là từ 5 đến 8, đó, em tạo ra thêm một cái ra ngay của X ở trên bằng cái select đó. Mình chưa cần mình làm rất là đơn giản theo cái chương trình điều đấy. Bây giờ kia sẽ là từ 5 đến 8. Đúng không? Đấy. 5 đến 8 thì bây giờ 4 đến 0 thì như thế này. Và nếu như mà đúng từ 5 đến 8 không? Đúng từ 5 đến 8 thì mình sẽ lấy là 2. Đúng nhất ở trên em lấy là 2. Ở trên là 2. Dưới thì em cũng lấy là 0 nữa. Và dưới em phải lấy đầu ra của cái select này. Em bỏ cái công đi. Bỏ cái đi. Rồi. Được chưa? Đầu ra của select này. Và là đấy, em cứ cho một cái gì đấy. Ra là ra. Rồi. Bây giờ em quan sát cái số 2 đấy, con STM2 em cho to ra. Cái lúc nào đấy? Để cho một cái to ra. Cho một cái to ra. Chúng ta quan sát đấy nha. Nó chạy đi. Nó đi này. 0 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, ok. Đấy, vậy là tháng 2 của mình là gì? Nếu nó nhỏ hơn 2 thì nó ra giá trị 0. Đúng không? Từ 2 đến 5 nó ra giá trị 1. Đúng không? Và từ 5 đến 8 nó ra giá trị 2. Đấy, vậy thì em sang cái màn hình đi. Vậy em không cần quan tâm đến cái SF, STM1 nữa. Em xóa cái STM1 đi được. Thế giới. Đây này. STM này, cái này này, bỏ đi. Đấy. Thì mình chỉ cần cái trên là mình tìm cái 3 trạng thái thôi. Đấy, tương tự em đọc lại 2 lần nữa, đúng không? Đây là mình đang có từ 2 đến 5, từ 5 đến 8 rồi, em có thể cái rất là 12. Thì đó là giá trị 3. Là chân U. Em làm tương tự thêm vào cái khối ý kiến. Nhưng mà để anh hơi dấu Katsuna là chân U đi. Katsuna Katsu U. Rồi, sau này kéo cái đấy ra. Ờ...
xét. Cái này là cũng xong xét, xong rồi mình quay trở lại các bạn xem. Xem chưa? Đấy. Bây giờ các bạn sẽ xong xét lại cho các bạn nhìn. Mình gọi phát triển trên nữa. Đúng không? Như vậy đây là phương pháp của chúng ta, là phương pháp phân tích, tức là chúng ta từ một cái bài toán to hơn, tách nhỏ ra thành các khối nhỏ, mình giải quyết từ bài toán nhỏ một. Cái mình hiểu bài toán nhỏ rồi mình nét tất cả lại thành bài toán to. Đấy, bây giờ bài toán đưa ra chỉ rất là đơn giản là gì, là tôi cho một cái chạy và cứ từ quay đến hai cái là công hai điểm, hai năm là lên cùng. Đấy, em làm có thể thêm một cái giống như thế nữa đúng không? Và chúng ta sẽ có một cái hàm kim loại nhẹ khối bên trên. Đấy, và thêm một cái xe nữa. Được. Và cái kim loại khối này thay vì từ 58 thì mình sẽ phải để nó là từ 82 đúng không? 82. Đấy, khi mình sẽ đi vào đấy đi, vào đấy đi. Đấy, thì còn là đồng dạng, đồng phạm cái xe đấy thì phía trên mình sẽ phải để là gì? Là 3 đúng không? Trên đây phải để là 3. Để là 3, còn dưới em phải để lấy đầu ra của cái select ở thứ hai. Không có câu tạo gì nữa, em phải lấy đầu ra của select ở dưới, em nối lên trên. Đây, nối lên trên. Và đầu ra của cái select này em sẽ để là mini bây giờ. Ok, được. Thế mini bây giờ này bây giờ em cho nó to ra sang bằng cái kia, cho to ra. Thì cái này sau này cái giá trị đấy mình sẽ chính là cái text string của mình đó, cái mình kêu là page được không? Rồi chạy đi. Được là 1, 2 này, là 1 này, 3, 4, 5 này, giá trị 2 này đúng không? 6, 7, 8 và giá trị 3 này đúng không? 9, 10, 11, 12 là nó mất này đúng không? Thì sau này thì sẽ đến đây nó dừng rồi, dừng cái gì rồi. Rồi ok dừng. Tiếp theo này. Bây giờ mình đã có 4 giá trị không có cái bao giờ, bây giờ mình cần phải đưa nó vào đâu? Em phải bắn nó vào cái link này đúng không? Em phải bắn nó vào cái link này. Đấy thì có hai cách. Mà cách đơn giản nhất là bây giờ em sẽ tạo thành một cái biến động cường cái bộ của link này. Chữ phải. Create xong chọn động cường cái bộ. Vâng. Đó, và đầu ra của kia thì mình sẽ đưa vào cái link đấy. Đấy, đưa vào. Ok. Thì có phải là không thì là nó chạy cái case không không? Một thì nó chạy case 1, 2 chạy case 2, 3 chạy case 1, và trong đấy bắt đầu mới để ra nữa. Dạ. Kiểu rồi đúng không? Bây giờ ta mới quay lại bản của mình. Để quay lại bản tương tự như thế. Chỉ ra là đấy, thì bây giờ là mình có cái giải là 2.000 đến 3.000. Đó, như vậy là có là từ 0 đến 2.000 này. Từ 2.000 đến 3.000 này. 3.000 đến 5.000 rưỡi này. Và từ 5.000 rưỡi đến 8.000 rưỡi. Thì từ chúng ta sẽ là 0.1.2.3. Cho nên là bảo hôm trước là cho các bạn xem giải rồi đúng không? Về chưa chắc đã làm được không? Thì mà để mà làm được để hiểu được cái giải đấy thì đấy, không phải người này bước mà. Sẽ còn trường hợp mà vẫn chưa hiểu không? Thì ta lại về ta lại làm lại là một giải, sau đó là hai giải. Y sẽ vào tất cả các đồ bán. Y sẽ vào tất cả các đồ bán.
Rồi, không đến 2.000, à không, không cần, em sẽ 2.000, 3.000. Xong ở trên em sẽ là từ 3.000 đến 5.500. Tại vì ban đầu là nếu mà nó nhỏ 2.000 thì bằng đến 3.000 mà. Ở trên đấy em sẽ 5.000 đến 5.500, như vậy để 3 cái. Lớn 5.000 rồi. À. Để lớn 5.000. Bỏ trên. Đó. Lâu ra của nó sẽ là để cái dưới là cái đầu tiên của em sẽ lựa chọn của em là không còn một cái đầu tiên của em, cái select đầu tiên của em giá trị của em trên sẽ là một và dưới là không, dưới là không. Cái trên của em là 2 thôi, trên nữa là 3. Đầu ra sẽ lấy cái bằng vào sẽ lấy tiền tạo ra đây một đứng đi đi cây cờ là lâu cờ bằng đây rồi. Ok, đấy vậy là ta đã có 4 rồi đúng không? Đấy, bây giờ ở trong cái hàng cây sẽ có 4 hàng này để cái giá trị hàng tương ứng. Đầu tiên là chọn giá trị không đi. Trong cây chọn không. Rồi, không thì có phải thằng y đi vào đấy xong đi ra không? Phải không? Thằng y sẽ đi vào đấy xong đi ra. Đấy, thế thì bây giờ thằng y input của em là không được lấy thằng y nhá. Thằng y này, thằng y input này không bao giờ lấy thằng y này. Hát cái dây input ra. Đấy, cái dây dưới, bên dưới. Đấy, cái dây này hát ra. Dây đấy sẽ lấy từ cái vòng dây ra. Cũng kê kê lắm. Dây kia thì kê lắm. Tính cắn dây. Đấy, cái dây này để nguyên tí nó nối vào tự động liền. Bây giờ nhá, em có quên này. Em lấy giá trị y em đi qua vòng dây. Y của em ở bên trái. Đấy, cái đầu y ở đây này. Đây là y ở đây, dây này. Em đi vào vòng dây. Đấy, đi vào cái thạch của cây kia đó rồi đấy. Nối thật tiếp sang cái thạch kia. Nối từ cái dây này. Tại vì là khu vực cây mà. Nối thẳng ra. Bởi vì là nhân 1, đúng không? Đấy, xong từ cái đấy, nối từ cái. Ok, tức là cây xong là khu vực bằng cây hay là khu vực tiếp này sang cây 1. Cây 1 là mình là gì? Khu vực 2 cây. Thì em phải có không nhân 2 ở đây. Sao không nhân 2? Đấy, nhân 12 thì đi vào, thì sóng nhân 12, đầu ra sẽ đúng cái dây kia. Đấy, 2 thì đầu ra đúng cái dây kia. Được chưa? Ok, sang là số 2. Đấy, tương tự thì em sẽ là trừ 1, tức là nhân với trừ 1. Đi nhân với trừ 1. Câu này dài dài lắm, tập kéo nó được hai kia rồi. Rồi chúng ta sẽ đổi cái dây kia không? Có cây số 3. Cây số 3 là trừ 1/2, tức là nhân với trừ 1 hoặc chia cho 2. Tách tách cái này hả? Có nhân với trừ 0.5 hoặc là nhân với trừ 1 chia cho 2. Nghe. Chúng ta nhân với trừ 0.5. Có được. Không được nhỉ? Hoặc là nhân trừ 0.5 hoặc nhân với trừ 1 chia cho 2. Đây dấu chấm là phải chú ý là chấm cái dấu phẩy, như là dấu phẩy. Phẩy một đường thì chấm, chấm một đường thì phẩy, một trong hai. Không được thì là dấu chấm rồi. Dấu chấm không được thì thôi, nhân trừ 1 thì tôi thấy thân chia là 2. Cô nhận được âm không phải năm à? À nó phải làm một số gì cơ, một số vàng này cơ. Cứ chuẩn phản ở đây tạo số vàng.
đi. Ấn vào phần chạy đi, xem báo lỗi được không? Ấn tiếp lên, đúng rồi. Báo lỗi gì? Pet cả server luôn lên, server luôn đi. Server rồi. Server. À, cái đấy là gì? Báo lỗi gì? À, đứt dây kìa. Dây mang mình chờ mấy cái bạn kia. Được. Nếu có thời gian bạn nào muốn giữ lại không vui thế một đấy làm cái bài lớn này hả cái nào còn cái khác là cái gì người không làm được cả người mong hơn không làm cái này tôi phải đặt tiền không đâu đúng được thử ra ở ra cái đó thì dùng nhiều cách cũng được, đây chỉ là một cách, có cái này có thể làm nhiều cách. À, cái cách là làm nhiều cách thôi, các bạn làm một đơn thì chỉ là một cái yêu thôi. Để tí này sang. Ôi, là cái cây từ 2003 là cái cây là có rất nhiều con đường để chúng ta giải quyết một bài toán đó. Cây á? Vâng. Chọn cái gì để xuống một khung. Thì ở trong cái bài toán của chúng ta thì là cái bên kia. Chúng ta làm càng nhiều cách càng tốt. Sau này ra một đời gặp chúng ta thì ta cũng thế. Chúng ta hãy nghĩ nhiều cách, hãy chọn cách nhiều. Đó là để ăn cơm thì chúng ta phải dùng đũa, dùng thìa, dùng chén, dùng dao, dùng thì rất nhiều chuyện diễn, có rất nhiều cách mà chúng ta chọn cái nào để đi. Được. Review là thứ nhất là chất lượng tốt, thời gian lại ngắn, chi phí thấp, lãi suất cao. Đó là mục đích cuộc đời chúng ta. Sao mà với cái thời gian mình có thể ra một cái đầu ra review là ổn nhất. Nghĩa tự tả không hả? Cái gì? Chẳng hạn thì một bạn mà không muốn đăng ký căn á mà vẫn muốn động viên hết sức mình để được cái tài năng như kiểu sử dụng cái TV thì như vậy là mục tiêu của bạn là có vẻ là không ổn và chúng ta có một người yêu. Sale nhỉ? Mày có copy paste đi. Paste hết à? Copy paste cái này thôi. Cái này thì khi mà em đưa ra một cái thuật toán thì mình có thể quản lý gói cái thuật toán này cho cái sắp đặt sự nhà để cho em dùng nó như là một cái hàng của các bạn được. Thứ hai là nếu mà mình mà tạo ra một cái ngữ mà mình muốn đưa những cái ngữ để thống nhất như một cái ngữ để sáu tám thì mình phải dùng công để chuyển như thế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hình như mặc định của nó là có rồi.
Đó, mà để thầy tạo ra đấy. Bên đây không có, bên đây không có đâu. Ở đây. Đấy, ở cái mặt chấm này, cái mặt chấm này ở trên này. Đổi đây là cái gì? Ở cái mặt chấm này. Anh có cái chấm đấy, không anh thẳng cái chấm đấy. Cái kia. Đấy, anh thẳng rồi, trên robot chứ không. Chấm lên. Rồi cái gai. Cái gai. Select kìa, muốn đến link để tạo một cái biến ring. Index là cái mạng. Tạo một cái biến ring. Bình thường nếu mà mình gắn nó vào file thì nó chỉ có một giá trị thôi. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Tạo ra một cái biến ring. Ở đây mình cần một cái mạng là 8.000 giá trị hoặc là 2.000 giá trị. Thì index là gì? Nó sẽ lưu tất cả các cái giá trị đấy vào. Cái gì đó này nó không phải vẽ một điểm một mà vẽ cả một vector rồi vector gì đấy để dưới đó đây nó còn kia đây rồi lấy được rồi đây nó cho nó to lên cho nó đập lên bắt đầu cái bảo là bắt đầu cái bài này. Nếu ôi thế là cái bản có không rồi. Dừng đã. Chị nhìn ra đây không? Đây, chỉ ra như thế này. Chỉ ra cho nó tắt lên. Đấy, cho ra đi. Đấy, như vậy các bạn đã ra được cái mình đúng không? Nhưng có thể là cái thuật toán là trong công thức quan quyết của em là đang trừ. Em chỉ cần trong thuật toán. Đấy, đi đây là y là chạy cái gì chỉ một cái tên là đi là cái cả một lần luôn cái lúc này nó chạy cái 2000 nữa là lâu 2000 trên 1000 nữa là 2000 giây à sao nó không dừng 2000 giây à đấy rồi không cần không không cần vì là cái này là đúng yêu cầu đề bài rồi. Bây giờ đấy các em sẽ chụp lên cái phần của bạn làm vào. Vì phần này trong có khi nó còn đúng hơn cái cách làm kia vì là cái này bạn dùng được yêu cầu lên. Thấy làm được gắn hơn sao thầy? Hả? Gắn hơn. Tốt càng tốt các bạn có càng nhiều cách càng tốt đúng không? Thì chúng ta cũng lưu lại đấy. Bởi vì mày quan trọng nhất là các em ra kết quả cung cấp làm cái nào cũng được. Cứ biết cái này là sáng tạo thôi. Tính cách của mày là gì ra cái cung cấp. Thầy ơi, mày không có nghĩ tới thằng đây của cho nhé. Người cho nhé, thầy là người. Còn đi bỏ lại trong người cho nhiều thời gian. Ok các bạn lưu lại cái này lại để sau đó chúng ta phải lo trả lại cho bài này. Rồi, ra nghỉ đây. Lên gọi điểm đi, có lên bảng thì gọi điểm chưa? Có lên thì lên bảng thì gọi điểm chưa? Điểm gì ạ? Lên bảng thì giấu điểm ấy. Có đây chưa? Đây là Nam. Ngoài của nó. Ngoài là Nguyễn Hoàng Long. Cụ Tiến Thị Nguyên. Cụ Trung Kiên. Đến Hồng Giang. Có ạ. Giang lại ý của nó. Đây là Nguyễn Hoàng Long là anh chị. Hai bọn là được.